À, bây giờ bà chị mất rồi, chị không có tiền lo đám tang nên nhờ mạnh thường quân với cộng đồng mạng giúp đỡ Dạ. để lo cho chị được nằm xuống cho nó yên ổn, chứ giờ khổ quá, không có tiền để làm mai táng. Ở nhà trọ người ta đâu có cho mình vô đâu, Dạ. đâu có để được quan tài cưng. Mình không có Nhà làm trọ cái đám đường đi được. có chút xíu là sao để được, thì thôi giờ người đã ăn nghỉ rồi thì cái nào làm được thì mình làm thôi, đơn giản đó Mình làm đơn chứ. giản thôi. Rồi chứ bây Dạ. giờ sao, giờ cứ là không có tiền rồi làm sao, mình cứ muốn cũng không có được. Thì con gửi cho gia đình mình là 7 triệu. Giờ đưa nói chị về mình hôm qua để hỏa táng, mời Hương Linh, Trần Thị Kim Liên, Tử Tý. Xin chào quý cô chú anh chị. Chiều hôm nay thì Nhân đang có mặt trên xe cấp cứu của đội anh Nhật Tâm. Ở chiều hôm nay thì có nhận một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, đó là một cô mất không làm nổi đám tang ở giữa Sài Gòn. Nghe nói thì gia đình là ở nhà trọ, một cái nhà trọ siêu nhỏ luôn. Và chiều hôm nay thì cô đã qua đời, hiện tại thì đang ở trong bệnh viện. Ở đây là một chiếc quan tài đã được chuẩn bị sẵn để vào bên trong tẩn liệm cho cô. Thì ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ đưa cô đi đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa luôn. Bởi vì không có người thân cho nên không cần làm luôn, đúng không anh trai? Người nhà thì nói là không có cần phải làm đám bởi vì cũng không có ai thăm viếng hết. Nghe mà thì mình thấy cũng buồn. Nhưng mà có nhiều cái hoàn cảnh nghèo thì như vậy, đến lúc mất đi thì cũng không có ai đưa tiễn hết. Thì mấy anh em sẽ làm gọn gàng nhất có thể, tặng một chiếc quan tài miễn phí cũng như là tẩn liệm tươm tất, rồi sau đó hỗ trợ gia đình đưa đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa. Nhân thì cũng sẽ tìm hiểu thêm hoàn cảnh của gia đình để hỗ trợ thêm một chút chi phí cho gia đình trong cái lúc ngặt nghèo này. Hiện tại đã đến nhà xác rồi. Đau quá. Chị là bị như thế nào mà đi không nổi? Vậy bị khớp gối. Dạ. Mình là người thân của cô mất. Chị là em gái. À. Nhà không có ai hết á. Chị em gái, còn bà chị mất. Người mất là bà chị. Hôm nay là con của chị. Nhà cha mẹ mất hết trơn rồi. Chị khổ lắm. Bây giờ bà chị mất rồi, chị không có tiền lo đám tang nên nhờ mạnh thường quân với cộng đồng mạng giúp đỡ Dạ. để lo cho chị được nằm xuống cho nó yên ổn, chứ giờ khổ quá, không có tiền để làm mai táng. May nhờ bên đó Nhật Tân lo mai táng cộng đồng thì lo được cái hàng, mà còn tiền tiêu với tiền đồ chị không có, Dạ. khổ lắm À, như cưng. vậy là người mất, cái cô mất đó là chị đúng không? Chị, bà chị Là chị của chị. ruột, Dạ. À, gia đình mình là ở trọ hay là ở đâu? chị ở trọ, Ở chị chung ở với Tôn chị Đức ấy. á. Ba chị, hai hai chị em Với lại với con. con Dạ. Nhà trọ mình ở ở bao Tôn nhiêu Đức một á, tháng? nhà trọ ở 1,9 triệu/tháng ở Dạ. Phạm Văn Đồng á. Mà mình từ dưới quê mình lên đây mình mưu sinh hả? Không có, chị ở trên đây nhưng mà cha mẹ lúc trước cũng khổ đó, rồi nhà cửa không có còn nữa, thành Dạ. nữ ra giờ phải ở nhà trọ, ở nhà trọ mười mấy năm nay rồi, khổ lắm cưng ơi, Dạ. khổ lắm. Mình đi làm thuê hay là như thế nào chị? Chị đi làm nhân viên tạp vụ, À. nhân viên vệ sinh đó, lau chùi dọn dẹp cho người ta đó. Ở này bệnh nằm bệnh viện, nhập viện từ 20 tháng 9 tới hôm nay là chị không qua khỏi, đâu có tiền đóng viện phí đâu, Cô ấy đi bệnh hay dây mượn sao? coi như là bộ phận là hư hết trơn à, không còn cứu chữa được nữa, thành nữ ra mới mất hồi 1:30 chiều nay. Đi vay mượn hết bao nhiêu rồi? Đi dây mượn đóng hết 6 triệu tiền viện phí, tạm ứng 2 lai chứ không không đóng bệnh viện đâu có có chữa cho mình. Dạ. Mà vô nằm phòng bệnh nặng á, bệnh phòng cấp cứu đặc biệt á,
dây nhợ tùm lum á, nó mắc lắm. Nên chị thấy không ổn rồi thôi, chị xin về. Chứ giờ nằm đó ngày mấy triệu bạc đâu có tiền đâu. Thì cũng đúng lúc là bà chị bà yếu quá luôn rồi. Là hồi trưa là ngưng thở rồi, rồi mới cấp cứu tích cực. Thì lên được chút xíu rồi không qua khỏi, bác sĩ báo rồi. Thành thử là bà chị bà đi hồi 1 giờ rưỡi. Ngoài ra là mình không còn người thân nào hết? Không còn ai hết đó cưng ơi. Dạ. Chỉ dọn dẹn hai chị em với thằng nhóc thôi. Em có nghe là mình cũng quyết định là không làm đám tang luôn, bởi vì vừa tốn kém chi phí mà dạ, vừa không có người không thân viếng nữa. Dạ. À. Rồi ở nhà trọ người ta đâu có cho mình vô đâu. Dạ. Đâu có để được quan tài cưng. Mình không có làm đám được. Cái đường đi có chút xíu là sao để được. Đó cái hình chị gửi qua đó, đâu có để được cưng. Thì thôi bây giờ á thì số phận của bà cũng tới rồi. Thì giờ mình không có tiền, cái thứ nhất không có tiền. Thứ nhất là chỗ không có để được. Thì thôi bây giờ cái nào tiện thì mình làm thôi. Chứ bây giờ làm cái nguyên cái nguyên tắc thì mình không có cái cơ hội để mình làm. Thì thôi giờ người đã ăn nghỉ rồi thì cái nào làm được thì mình làm thôi, đơn giản đó. Mình làm đơn giản thôi. Rồi chứ dạ, bây giờ sao giờ cứ không có tiền rồi làm sao, mình cứ muốn cũng không có được. Thì thôi bây giờ cũng nhờ, trước thì cũng nhờ bên Nhật Tâm giúp đỡ, cái thứ hai thì biết bên Nhật Tâm thì mới biết em mình YouTube bên đây. Dạ. Thì thôi bây giờ cũng xin mình thường quân với cộng đồng mạng giúp đỡ. Dạ. Giúp thôi, đỡ cho gia đình. Dạ, vậy dạ, cố gắng bình tĩnh, tiền làm đám tang thôi chứ chị cũng cần nhiều đâu, cho bà chị mà yên nghỉ đi chứ giờ khổ thân một mình vậy chị không có cách nào mà chị tính hết đó, khổ đó. Dạ. Giờ thứ nhất là mình còn nợ tiền của bệnh viện nữa nè. Vẫn còn nợ cái khoản đó mình đi vay mượn tùm lum đúng không? Dạ. Rồi giờ thì còn một cái khoản đó là mình phải đưa đi thiêu nè. Ờ đó thì bên Nhật Tâm có nói là đi thiêu. Dạ. Bên Nhật Tâm cũng trợ cho cái hàng. Dạ. Nhưng mà cái tiền thiêu. Rồi em hỏi thiệt là hiện tại bây giờ mình còn được bao nhiêu tiền? Hay là không còn đồng nào trong túi luôn? Còn mấy trăm. Còn được mấy trăm? Ừ. Dạ. Còn một cái khâu đó là hỏa táng ha, thì bây giờ em trích tiền quỹ của anh Thường Quân em hỗ trợ cho chị luôn. Rồi, cho đúng, mình được một cái đưa tiễn được tươm tất nhất có thể ha. Rồi, dạ thì nhân xin cảm ơn là chú Larry Đặng nhân trích là 2 triệu, Đào 1 triệu, Vân Nguyễn ở Texas là 1 triệu, Hân Nguyễn 500.000, Nguyễn Thị Sinh 1,5 triệu, Huỳnh Phương Anh Đài Loan 300, Lê Kim Trinh Biên Hòa 200, Nguyễn Thị Hoa 100, Trần Lê Bích Thảo 100, Hồng Cẩm 300. Thì ban đầu thì con cũng dự định trích khoảng 5 triệu nhưng mà con có xin thêm một ít nữa đó là 7 triệu luôn. Dạ. Thì con gửi cho gia đình mình là 7 triệu. Dạ, cái này thì chi phí hỏa táng này là khoảng gần 4 triệu. Ngoài ra thì còn hỗ trợ dạ, còn được bao nhiêu á thì mình cứ dặn túi ở đó mình có thể thắp nhang cúng kiến. Dạ. Đó là tấm lòng của mình Thường Quân, cái này là em đại diện thôi. Dạ. Rồi thì ở đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân và lời cảm ơn chân thành nhất đã cứu giúp gia đình em qua cơn khó khăn này để cho bà chị được yên nghỉ thôi. Cuối cùng nơi dính suối em đã tạ, em đã lại nhiều lắm, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ. Rồi thì một chút đỉnh này giúp cho gia đình mình lúc ngặt nghèo. Ừ. Rồi mình bớt đi một cái gánh nặng này thì mình về sau này mình cũng cố gắng mình làm rồi mình tiếp tục mình nuôi con đúng không? Đúng. Thấy em cũng còn nhỏ đúng không? Nó học lớp 11 mà dạ, hôm nay nó phải nghỉ học, nó phụ chị trong đây. Dạ. Khổ lắm, mình chị đi làm nuôi hết. Dạ. Ở nhà trọ thì ăn uống đủ thứ hết, thì học thì mình chị gánh vác hết. Dạ. Đó, nữ gia đình cũng khó khăn lắm luôn. Dạ. Đúng lắm. Thôi được chút ít này là cũng mừng dữ lắm rồi. Đúng. Cho nên rồi, là qua cái lúc ngặt nghèo đúng này rồi, để lo cho bà chị bà yên ổn chứ giờ không có tiền gì chị cũng không biết làm sao luôn. Ừ. Chị đơn thân độc mã không có ai giúp hết, không có. Ừ. Bà con không có bác gì, cha mẹ mất hết rồi, mất hết rồi, nội ngoại gì không có ai nói nè, khổ lắm. Nếu như lỡ hôm nay mà không có mấy anh em không đến được thì gia đình mình có nghĩ là sẽ phải như thế nào không chị?
Trời ơi, còn giờ cũng không biết làm sao hết trơn. Giờ bí quá rồi cũng không biết chứ. Giờ xin người ta thì cũng không ai giúp được hết trơn. Rồi bây giờ rồi làm sao? Hồi nãy là cũng lo trong đầu lắm. Thôi trời ơi, chết cha rồi. Cái khách hàng không mà giờ tiền tiêu rồi sao đó trời. Rồi 3 triệu mấy rồi tiền này nọ cũng phải 6 triệu rồi lấy đâu ra. Trời ơi, quẩn từ hồi nãy giờ không biết suy nghĩ sao để có cái tiền để lo đây. May nhờ có anh em bên Vật Tân nói thôi có gì chị gửi hình đi. Rồi em nhờ bên anh em YouTube á lên giúp chị. Trời ơi, thật sự là chị rất mừng đó cơ. Chị mừng vô cùng luôn á. Trời ơi, chị cảm ơn trời Phật quá trời, cho nó trời ơi. Cảm ơn quá trời, hỏi chất coi, chị nói trời ơi, cảm ơn chất. Chất giúp chị nha, giờ chị khổ lắm chất ơi. Chất nó được rồi, trước cái chụp hình qua đi rồi em giúp cho. Để có tiền lo tiền thiêu tiền đồ. Giờ thì mình đang đợi giấy tờ từ bệnh viện xong thì mình đúng rồi, sẽ đưa vô, đi. Vô nhận xác xong mà chị thay đồ đây đạt là đi luôn hết cơ. Dạ. Rồi. Rồi thôi cũng chia buồn với gia đình mình. Ừ. Chị ráng giữ sức khỏe ha, còn rồi. Lo cho bé nữa. Dạ. Cảm ơn. Đây, rồi cuối là cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ. Và cảm ơn em nha cưng. Dạ. Có em thì mới có được cái số tiền này. Cảm ơn em rất nhiều nha cưng. Dạ. Đây quần áo kìa bác. Ờ à, chị lấy cái gì đó à chú ơi. Ba cầm cái này đi, để em cầm cho nó bê, nó bước lên. Rồi con bước lên đi rồi mà đây. Giờ mình kêu tên tuổi đi theo hả cưng ha. Trai lụm rác mình bỏ lên vô mình rác cho chúng đó. Ờ à, đi lụm rác bỏ ông rác đi con. Rồi lên đi. Nhanh cho chị lên. Đưa tấm hình. Cho ta lên được trời. Con lên trước đi, con lên trước con gậy mẹ lên. Khéo đụng cái ly không. Ba buông ra đi. Gậy con kéo mẹ mày lên. Gậy mày lên. Con lấy cái này kìa. Đem qua bển đi, để qua bển. Để ngay đầu trên đầu hòm. Dịnh cái lương ra để che chạy. Khoan chưa đâu, chú mới gần mát. Cầm đi con, cầm đi, rồi được rồi. Để lên đây được không? Để dưới mà phải dịnh á. Dịnh á. Thôi là mình cầm đi hết chứ ha. Có cầm đi chứ ngang chứ. Cái hình đó ba? Hình em cầm. Trên đây có rồi có. Để đầu xe đang chạy. À vậy hả cưng? Hương Linh Trần Thị Kim Liên, sinh năm 1960, đi theo em nha. Giờ đưa nói chị về Bình Hưng Hòa để quả táng, mời Hương Linh Trần Thị Kim Liên tử tí. Không có máy lạnh nữa đâu. Hương Linh Trần Thị Kim Liên sinh năm 1960, mất ngày 24 tháng 9 năm 2023, tức ngày mùng 10 tháng 8 năm 2023, năm Quý Mão. Đi theo em Hương Linh đi ha. Đây. Hương Linh Trần Thị Kim Liên tuổi Tý 63 tuổi, Hương Thọ 63. Mà sắp cái vỏ em thôi, giấy tỏ giấy tờ không ở trọng đó. Má mất cái đó chết luôn á. Để em về Bình Hưng Hòa nha, giờ đem theo, đem theo chị nè. Hiện tại thì Nhân quay trở lại kho chứa quan tài miễn phí của đội anh Nhật Tâm. Ở trong buổi chiều ngày hôm nay thì tiếp tục làm một đám tang cho một hoàn cảnh khó khăn ở Long Thành. Nghe nói thì hoàn cảnh này cũng đơn chiếc lắm. Trong chiều hôm nay là làm đám ở Long Thành hả anh Nhật? Ở Long Thành, Vũng Tàu. À, đám đó là như thế nào anh Nhật?
Thì cái đám đó là gia đình hoàn cảnh khó khăn, rồi người mất là người cha, rồi hai có hai người con, mà một người ở Long Thành, còn người Túc với Sa Đéc đang đón xe để mà đi về Long Thành. Rồi bây giờ hiện tại giờ chủ nhà trọ đuổi còn hơn đuổi tà, thấy chết không cho để đuổi đuổi. Nhiều nhà trọ thì rất là kiêng kỵ vì có người mất, cho nên là ta cũng không có đồng ý. Vậy thì phương án của mình là đưa vô chùa. Mình đưa vô chùa rồi mình quay ở đó một đêm, là ngày mai mình động quan. Nghe anh trái nói thì là một cái đám cũng đơn giản thôi. Đúng rồi, bởi vì không có người thân. Người thân hiện tại là đang ở đâu anh Nhật? Mà một người thì đang ở Nhân Trạch, Đồng Nai, ở đâu Vũng Tàu á. Rồi bây giờ là coi như là mới đẻ con, mới được có 2 tháng à, mà trong túi không có một xu nào hết luôn. Rồi bây giờ đòi bán điện thoại, cầm điện thoại, mà cầm điện thoại thì sao liên lạc. Nó thôi giờ cứ xuống dưới đi, rồi xuống dưới đi xử lý, từ từ tới đâu tính tới đó. Chứ mình cũng không có bỏ được. Tức là chỉ có 2 người con thôi. Có 2 người con. Mà một người con thì đang có con nhỏ nữa. Đang có con nhỏ. Còn lại người thân thì không có ai hết trơn, cho nên là khỏi làm đám luôn. Dạ, tại vì cũng không có ai viếng. Bây giờ thì dọn quan tài hả? Giờ mình dọn quan tài mình đi ra ngoài. Chỗ dầu dây là lấy thép chở chung đi về dưới chùa luôn. Chứ không có lượm ở đó. Ghế dầu dây hả? Ghế chỗ nhà đó, lấy xác xong cái là mình chở luôn cái xác với cái quan xuống chùa luôn đúng không? Như vậy thì trước khi mà mấy anh em đi á, thì em cũng xin trao gửi sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân trong suốt thời gian vừa qua cho đội của anh Nhật ha. Hôm nay thì đồng hành ở trên Sài Gòn, cho nên là còn rất là nhiều những anh em khác ở trong đội thì đang ở khắp các tỉnh để mà làm á. Thì tổng cộng trong đội mình bây giờ là bao nhiêu hả anh Nhật? Bây giờ hiện tại ở Sài Gòn là mấy anh em đi hết, còn mình anh Trái là ở đây là anh chuẩn bị đi làm đám nữa rồi. Rồi mấy anh em khác là tổng cộng bao nhiêu người tổng ở trong đội? Tổng cộng là 12 người. 12 người. Có một cái món quà nhỏ để tặng riêng cho mấy anh em. Thì đó là 11.350.000. Cái này là của Mạnh Thường Quân tên là Diệu Tâm Từ. Thì gửi cho mỗi một anh em là 300.000. Thì bây giờ có ai thì trao trước cho người đó. Thì ở đây thì trao luôn cho anh Cháy là 300.000. Này là 300.000 của Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mấy anh em có một cái động lực để đi làm phục vụ bà con nghèo tiếp. Còn số tiền, toàn bộ số tiền còn lại thì gửi cho anh Nhật. Anh Nhật lì xì cho mỗi anh em là 300.000. Nếu như còn thì anh Nhật đưa vào trong quỹ giúp cho bà con nghèo. Đó là trước tiên là số tiền Nhật thứ nhất. Tâm xin thay mặt tất cả anh em chân thành cảm ơn chị Diệu Tâm Từ rất là nhiều. Là 11.350.000 ha. Em có ghi trong này luôn rồi. Nhật về cứ coi. 11.300. Rồi ngoài ra thì để ủng hộ cho chuyến xe nghĩa tình và mai táng Nhật Tâm á, thì có một cái danh sách nữa. Giờ anh Trái có gấp không? Có cần khiên quan tài gì ra không? Cần, nếu mà đi có quay gì luôn. Thì cứ rinh đi, còn em đứng góc bên này để làm với anh Nhật ha. Rồi. Nhân xin chân thành cảm ơn, đây là lần thứ 18. Nhân xin chân thành cảm ơn là vợ chồng anh Tài, chị Hà 100 đô Canada, Bùi Thị Thanh 500 nghìn, Liễu Trang ủng hộ tháng 5 4.2 triệu, anh Hiếu 2 triệu, Hoách Thị Mỹ Hạnh 200, Lê Quang Tính 1 triệu, Mạnh Thuân dấu tên 500, Mạnh Thuân dấu tên 200 đô Canada, chị Văn Nguyễn Texas là 500 đô Mỹ, Liễu Trang tháng 6 là 4.2 triệu, chị My là 1 triệu. Mấy anh có làm cứ làm nha, cứ đi vô nói em né qua. Mạnh Thường Quân giấu tên là 120, Huỳnh Phước là 500.000, hồi hướng công đức cho ba đã mất, Hồng Ngọc Tây Ninh là 300.000, Nguyễn Thị Chuông là 200, Trang Kim Phụng 2 triệu, N Văn TN 300, anh Hiếu 2 triệu, Trần Nam Khánh 300, Mạnh Thường giấu tên 200, Baby Loan là 1 triệu, Phật tử Nguyễn Nghiêm 1 triệu, Lê Quang Tính là 500, chị Nguyễn Thị Thu Vân, em Nguyễn Châu Di Khoa ở Úc là 2.084.000, Lý Tuệ là 500, Liễu Trang là 4.2 triệu ủng hộ cho tháng 7. Để cho mấy anh đi ra cái ha. Thì ở đây là cái chiếc quan tài sẽ phục vụ cho một cái hoàn cảnh khó khăn ở Long Thành. Bây giờ là mình đưa về, mình ra ngoài lấy xác xong cái mình đưa về Sóc Trăng luôn. Đưa về. Tại vì gốc quê gốc là ở Sóc Trăng. Của gì hả? Dạ đúng rồi. Mình đưa xác chú về Sóc Trăng luôn. Thì mình sẽ hoàn ngay cái nhà tang lễ ở Sóc Trăng luôn. À. Vậy là giờ chuyển phương án rồi. Chuyển phương án nữa rồi. Dạ. Tại vì ở bên nhà trọ đủ dữ quá. Rồi bây giờ nếu mà đưa về chùa xong cái rồi bây giờ chứng giấy tờ này nọ
Thì phía bên cơ quan chức năng không hỗ trợ, tại vì người ta ở trọ không có tạm trú tạm vắng á, nên cơ quan chức năng không hỗ trợ cái vấn đề mất gì bệnh gì. Thì chỉ có giấy báo bệnh này nọ thôi, thì người ta tới rồi đó mình đưa về Sóc Trăng, dù sao cũng là quê hương. Thì mình đưa về nhà tang lễ của mình ở dưới Sóc Trăng, mình cũng mở một cái nhà tang lễ giống như ở đây, ở dưới Sóc Trăng phục vụ bà con nghèo. Vậy cũng xa ha, đi từ ngoài Long Thành phải đưa về Sóc Trăng. Đúng rồi. Dạ. Thì tiếp tục em đọc danh sách ha, thì có một chị ở Sa Đéc là 1 triệu, Mạnh Thông Quân Biên Hòa 1 triệu, cô ở Gò Công Tây 500, Hồng Ngọc 300, anh Hiếu 2 triệu, Lê Quang Tính 500, chị Liễu Trang 4 triệu 2 ủng hộ tháng 8, Lê Thị Thúy Hằng 1 triệu và Mạnh Thường Quân Biên Hòa ủng hộ một lần nữa là 1 triệu. Thì tổng cái số tiền Việt là 57.069.000. Dạ. Ngoài ra thì còn có một Mạnh Thường Quân giấu tên. Hôm bữa thì cô đã chạy đến trực tiếp, cô gặp em luôn và cô có trao là 1.000 đô. Dạ. Thì em để nguyên cái số tiền này luôn, tại cô gửi tiền đô luôn cho nên là cái này em giao trực tiếp luôn, cũng là ý của cô. Dạ. Thì đó là 57.069.000 đồng tiền Việt và 1.000 đô Mỹ. Dạ. Đây. Thì Nhật Tâm cũng xin thay mặt bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn cũng như tất cả các thân linh, Nhật Tâm xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cũng như quý vị khán giả đã chung tay góp sức giúp đồng hành cùng với Nhật Tâm để mua những cái quan tài, bây giờ là cũng còn hai cái à, thì giúp thêm cho các bà con. Dạ, rồi em đại diện Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Đây là tiền đô, còn đây là tiền Việt em soạn rồi. Dạ. Nhờ cứ kiểm tra lại ha. Dạ. Dạ. Rồi xong rồi trong hôm nay mình có nhận ca nào nữa không? Bây giờ là ở dưới đó là 4-5 đám luôn rồi. Phải phải đưa chiều tối nay là Nhật Tâm phải đưa đi miền Tây để hỗ trợ. Chứ nếu không là xử lý không kịp. Dạ. Rồi ngày mai là ra một phát một lần tới 3 đám được. Nên mình xử lý. Thì đám bây giờ thì em không tiện để đi. Dạ. Cho nên là chắc là đám sau em sẽ đồng hành chia sẻ. Dạ. Thì mấy anh em sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Dạ. Trong thời gian vừa qua thì do mỗi người một cái công việc, anh Nhật thì cũng làm ở tỉnh nhiều, còn em thì lại đi những tỉnh khác, cho nên là mấy anh em không đồng hành, nhưng mọi người cứ hỏi hoài à. Dạ. Cứ hỏi là sao chưa có gửi tiền Nhật Tâm và sao không đồng hành để giúp cho những cái bà con nghèo với Nhật Tâm. Dạ. Thì cũng xin như vậy, mỗi anh em có một cái công việc nhiều khi nó không tiện, bị chéo ngược thời gian rồi. Đúng chéo rồi. Ngược đường đi nữa, nên đâu ra anh nhiều khi anh em cũng muốn gặp nhau cũng gặp nhau cho làm nên một ly cà phê cũng không được nữa mà. Cho nên là cái duyên nào thì mình giúp cái hoàn cảnh đó. Dạ. Có cái duyên đến đâu thì mình giúp đến đó. Dạ. Dạ. Giờ thì anh Nhật tranh thủ đi cùng với mấy anh em ha. Dạ, dạ. Dạ. Đám ngày hôm nay thì Nhân không có đồng hành được bởi vì nó quá xa và Nhân còn những cái công việc chưa xong. Cho nên là giờ thì mấy anh em ở trong đội sẽ đi cố gắng lo tươm tất một cái đám tang cho người quá cố. Thì đây là chiếc quan tài sẽ tặng miễn phí cho hoàn cảnh đó và cũng sẽ hoàn rồi làm mọi thứ miễn phí. Và trong thời gian tới thì nếu như đủ duyên, Nhân lại tiếp tục để Nhân hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn mất mà không có tiền làm đám tang. Thì trong lúc tang gia khốn cùng mình giúp được bao nhiêu thì hay lúc đó. Cũng cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng với Nhân và mấy anh em. Chúc cho mọi người nhiều sức khỏe ạ.